Kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức Dược Thảo và chương trình Home Shopping với bác sĩ Morita, Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Thưa vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về đề tài bệnh trĩ và cũng như là giới thiệu về cái chương trình Home Shopping với những cái promotion thật đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Phạm Khanh xin chào bác sĩ Morita, chào Lưu Mỹ Linh. Chào Phạm Khanh, chào cô Lâm Linh, xin kính chào quý khán thính Xin kính chào quý vị, xin chào bác sĩ và giả. chào anh Phạm Khanh. Home shopping hôm nay đề tài gì đây anh Như Phạm Khanh nói là đề tài về vấn đề bệnh trĩ, tức là ngày hôm nay khi vị xem cái chương trình này thì ngoài có những cái kiến thức, những cái hiểu biết về bệnh trĩ ra, quý vị còn có cơ hội để mà mua những cái loại thuốc chuyên về bệnh trĩ, và đặc biệt là trong cái chương trình Home Shopping thì hôm nay có một cái promotion rất đặc biệt. Và chút xíu nữa sau khi bác sĩ Morita trình bày xong về bệnh trĩ thì Phạm Khanh sẽ cho quý vị biết, và quý vị nên tận dụng cơ hội này để mà mua, không phải riêng về bệnh trĩ không mà tất cả những loại thuốc khác của công ty Princess Lifestyle với những cái chương trình promotion đặc biệt như vậy. Bây giờ xin mời bác sĩ Morita trình bày sơ lược về cái bệnh trĩ, thưa bác sĩ. về bệnh trĩ kính thưa quý vị, có một số người nói bệnh trĩ, số người nói bệnh chỉ, là cũng là nó người người Bắc thì nó Người là bệnh Bắc bệnh chỉ, người Nam mình người Nam là là cứ bệnh nói trĩ. bệnh chỉ Bệnh trĩ là cái thứ gì đó là bệnh hemorrhoid. Hemorrhoid là gì? Là bị cái trĩ nó ở nằm trong cái hormone mình á, làm cho cái gì bị tiêu ra máu, rồi làm cho mình khó chịu, bị ngứa hậu môn hoặc là bị lồi ra chẳng hạn. Cái đó là kêu bệnh trĩ, mà bệnh trĩ nó có rất là nhiều cái dạng khác nhau. Có những dạng là bệnh trĩ nội nó nằm bên trong, là cái múi trĩ nó nằm bên trong, tức là cái tĩnh mạch của mình á, ở cái hậu môn mình nó nhiều động mạch tĩnh mạch lắm, nhưng tĩnh mạch mình nó bị phù ra, rồi máu nó động đóng ở đây, rồi nó làm cho mình bị nó máu nó dồn ở đây, rồi nó không có trở về cái tim của mình được. Nên thời gian dài thì chúng ta nó sẽ là bị trĩ nội nó đóng theo dòng cái hậu môn của mình. Còn trĩ nửa nội nửa ngoại, tức là giữa bên trong mà nửa bên ngoài, nhiều khi mình đi cầu thì mình thấy có một cục lồi ra, sau khi đi cầu xong xuôi hết rồi đó thì thục trở vô lại, cái nó trở nửa nội nửa ngoại. Còn một loại trĩ nó là nằm permanent bên ngoài hết, nằm bên ngoài chứ nó không có nằm bên trong, tức là mình đi đại tiện xong cũng nằm bên ngoài, rồi mình có thể mình nhét vô, mình rửa sạch sẽ nhét vô thì nằm bên trong, mình đi đại tiện nó lại đi nó nằm bên ngoài nữa, thì cái đó là kêu bằng trĩ ngoại mà permanent luôn. Rồi có một cái loại nữa là nó cái hậu môn mình nó bị rách đi, thì quý vị nó biết hậu môn mình bị rách thì nó làm cho máu nó chảy ra nữa, là tại vì mình bị bón nhiều quá. Cái này là mình không gọi là trĩ, nhưng mà có thể nói là tại vì cái mình bị cái phân nó làm cho rách cái hậu môn của mình. Còn một số người nó là cái trực tràng của mình nó giữa cái trực tràng nó có những cái biếu, từ cái ruột già của mình nó kết hợp với lại cái trực tràng là cái đầu của cái hormone của chúng ta đó, nó bị yếu rồi, hoặc là nó làm cho mình bị infection một thời gian nào đó, làm cho chúng ta cũng bị đi cầu chảy máu nữa. Rồi có một số người nó không phải bị trĩ, nhưng mà tại vì họ bị những cái polyps, những cái nó gọi là những cái mục ở trong cái ruột già của chúng ta đó, nó làm cho những cái túi đó làm cho bị bể ra, rồi chúng ta cũng có thể là bị đi cầu ra máu nữa. Mình phải biết, mình phải đi bác sĩ khám nghiệm thử coi mình đang ở trong cái trường hợp nào để bác sĩ cho thuốc cái gì đúng. Nhưng mà đa số người ta, người phụ nữ bị cái bệnh trĩ rất là nhiều sau khi cái thời kỳ mà thai nghén, với lại sau khi sinh sinh nở đó, nhiều hơn người đàn ông. Người đàn ông cũng bị bệnh trĩ, nhưng mà những cái này là bị giác khinh giác đồ nặng nhiều, hoặc là mình ăn uống không có đủ cái chất sợi, hoặc là mình uống rượu nhiều, hoặc là hút thuốc nhiều, nó làm cho bị khô, rồi là không có đủ cái chất nhờn, nó làm cho chúng ta cũng, người đàn ông cũng bị trĩ, nhưng mà đa số người phụ nữ bị bệnh trĩ nhiều hơn là người đàn ông của chúng ta. Cảm ơn bác sĩ Morita. Và bây giờ thì Lưu Mỹ Linh sẽ giới thiệu chúng ta về thuốc Hamolin mang số 19 chuyên về bệnh trĩ của công ty Princess Lifestyle. Thưa quý vị, đây là thuốc Hemolin, tức là bệnh về thuốc trĩ mang số 19 của công ty dược thảo Princess Lifestyle do bác sĩ Morita đã điều chế. Cái thuốc này nó đặc biệt là nó chữa quý vị nào bị trĩ nội. Quý vị bị trĩ nội và quý vị bị nửa nội nửa ngoại thì quý vị uống cái thuốc này nó sẽ rút cái bếu trĩ lại và một thời gian quý vị sẽ được lành bệnh. Còn trong trường hợp mà quý vị bị trĩ ngoại hoàn toàn thì bác sĩ Morita sẽ có lời khuyên sau đây ạ. Giờ nếu mà quý vị nào mà bị trĩ ngoại 100% nó không có rút vô được đó, thưa quý vị, nó cứ nằm bên ngoài hoài đó, ngoài trừ quý vị nào mà đi mình rửa sạch sẽ mình nhét nó vô thì nó nằm vô, nhưng mà sao mình đi đại tiện nó đi lại ra ngoài nữa, là có cái phương pháp cuối cùng là phải cắt bỏ thôi, thưa quý vị. Cắt bỏ mà phải đi đến bác sĩ về chuyên về cái bệnh trĩ đó, chứ không phải là mình đi những cái người nào mà người ta không có kinh nghiệm để mà cắt cái trĩ, người ta cột cái trĩ rồi người ta chấm axit axit sulfuric lên, Phạm Khanh,
Chấm cái này vô, nhiều khi mình thấy cái mừng quá, thấy cái búi trĩ nó lành, nhưng mà bên trong nó lành bên trong bên ngoài, nhưng mà bên trong nó làm mạch lương, tức là nó bị infection bên trong, nó đi từ chỗ này qua chỗ kia trong hormone của quý vị đó một thời gian, làm cho thể mình bị hư, bị thúi thịt ở cái chỗ hormone của mình đi, với lại có thể làm cho quý vị bị cái trực tràng của mình trong tương lai mình bị ung thư cái trực tràng nữa. Nên cẩn thận trong lúc mà chữa trị bệnh trĩ, tại vì mình cắt cái trĩ đó không phải rất là dễ dàng, nhưng mà nhiều khi nó không có cái thuốc để mà làm cho quý vị nó diệt những cái con vi trùng vi khuẩn ở dòng cái hậu môn của mình, nó làm cho chúng ta bị cái trĩ mạch lương như chúng ta thường hay nói. Bẩm Khanh cũng hay hỏi tôi cái vụ này nữa, nên quý vị rất là cẩn thận. Hoặc là mình cái búi trĩ mình nó không có lành, nhưng mà nó bị trĩ mạch lương là làm cho cái hậu môn mình nó bị teo lại, mình đi đại tiện nó không còn cái phân bình thường nữa, mà nó lọn lọn nhỏ nhỏ như cái đầu chiếc đũa vậy đó, cũng rất là nguy hiểm thưa quý vị. Cảm ơn bác sĩ Burita. Và thưa quý vị, bây giờ là chương trình promotion thật đặc biệt của công ty Princess Lifestyle cho cái chương trình mà Home Shopping. Quý vị mua 6 lọ Hemolin số 19, quý vị sẽ được tặng 1, và đặc biệt hơn nữa là sẽ được free shipping cho tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ nhắc lại là khi bị mua 6 lọ Hemolin, quý vị sẽ được tặng thêm 1 lọ nữa, tức là có tổng cộng là 7 lọ mà giá chỉ có thể trả 6 lọ mà thôi, và quý vị sẽ được free shipping. Còn nếu mà chúng ta mua 1 lọ, 2 lọ thì chắc chắn là chúng ta phải trả tiền shipping mà không có được tặng gì hết cả. Chưa hết, quý vị còn nhận được mỗi 1 lọ thuốc mà quý vị mua là 1 tấm vé số. Nếu mua 6 lọ thì sẽ được tặng là 6 tấm vé số. Với những tấm vé số đó, quý vị có thể có cơ may là một trong những người trúng thưởng với cái giải thưởng là $100 cho một giải thưởng, và có thể dùng cái số tiền đó mua lại những cái loại thuốc của công ty Princess Lifestyle. Phạm Khanh cũng được biết rằng thì là dược thảo nói chung là những cái thuốc mà đông y thì thường thường đó là chúng ta phải sử dụng một cái thời gian lâu dài, nhưng cái kết quả hiệu quả thì nó đến từ từ chứ nó không phải lắm như là thuốc tây. Chính vì lẽ đó, nếu mà chúng ta chỉ mua 1 lọ, 2 lọ mà chúng ta uống thì e rằng cái kết quả nó cũng không có như là chúng ta mong muốn. Thì chính vì lẽ đó mà chúng ta nên tận dụng cái chương trình Home Shopping này để mà mua một lúc ngay 6 lọ, được tặng thêm 1 lọ thuốc nữa, và được quan trọng nhất là được free shipping khắp Hoa Kỳ và Canada. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với chương trình Home Shopping của Leader Sài Gòn TV, cũng như là chương trình Kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita. Thì hồi nãy Phạm Khanh có nói cái chuyện là cái thuốc đông y thì mình phải sử dụng nhiều và liên tục chứ không phải là chỉ 1-2 lọ, thì cái điều đó có đúng không thưa bác sĩ? Dạ thưa đúng Phạm Khanh. Thứ nhất là quý vị dùng cái thuốc đông y, cái thuốc dược thảo này đó, nó không có phản phụ. Tức là phải có chứ không phải không. Thật sự mình nói không có phản phụ là không có đúng. 5-3% thì nó không hại sức khỏe của quý vị. Nên quý vị có thể dần dùng bao lâu cũng được, 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng, 7 tháng. Khi nào mà búi trĩ của mình nó lành lặn hả? Đi đại tiện không có còn ra máu nữa, không có còn khó chịu nữa, hoặc là nó thụt trở vô 100% đó, thì quý vị đã là biết cái thuốc này nó có kết quả rồi. Mà dùng thời gian dài bao lâu cũng được hết Nam Khanh. Có thể là 1 tuần lễ hoặc 10 ngày nửa tháng, tức là 3 chai, 5 chai, 7 chai, 10 chai gì cũng được hết. Làm sao mà cho quý vị lành cái búi trĩ của mình thôi, nhưng mà sau đó thời gian dài nó không có bị tái trở lại. Cũng giống như thuốc đau nhức vậy, quý vị uống một vài chai thì nó giảm đau nhức nó rất là ít, nhưng mà uống thời gian dài thì đau nhức nó giảm có thể là 6 tháng, 1 năm hoặc là hơn nữa. Thì cái thuốc trị này cũng vậy, quý vị phải cần thời gian chứ. Thí dụ mình mua một chai, mình uống mình mới vừa thấy nó hơi bớt bớt thôi, mình ngưng thuốc thì nó bị trái trở lại. Ít nhất là cũng phải vài chai trở lên thì nó có kết quả tốt thưa quý vị. Số 19 tức là cái Hemolin. Có một câu hỏi nữa Phạm Khanh muốn hỏi bác sĩ Morita là cái thuốc bệnh trị này đó thì là ở cái lứa tuổi nào thì có thể uống được? Vì Phạm Khanh thấy nhiều khi các bé, những người trẻ đó phải nói là rất lười ăn rau, ăn trái cây, những cái chất xơ, thành thử ra là cái chuyện mà bón là phải nói rất là thường xuyên, và từ cái bón nó gây ra cái vấn đề bệnh trị như bác sĩ nói đó. Thì ở lứa tuổi nào thì có thể là có bắt đầu uống được cái thuốc Hemolin số 19 này thưa bác sĩ? Dạ 14 tuổi thôi Phạm Khanh, tại vì hồi đó tôi biết là năm 78 có những em bé mà đi cùng tàu với tôi, tại vì mà đi anh biết mà ở dưới tàu rồi đâu ăn cái đồ fiber được đâu. Đi đại tiện nó bị lòi cái trĩ ra ngoài. Nhưng mà những em bé nó dễ lắm, mình ăn uống bình thường trở lại có chất sợi đó thì những em bé nó còn sức mạnh đó. Nó rút cái búi trĩ ra vô hết. Cái không sao hết á. Nhưng mà tuổi 14 tuổi cũng là bắt đầu dùng cái thuốc Hemolin này được rồi. Cái đô son nữa thôi. Thay vì người lớn 14 viên thì em bé chỉ dùng 2 viên thôi. Thưa quý vị, nhắc lại là quý bà quý cô do vấn đề sanh đẻ nhiều rồi thì là có những vấn đề trĩ nó lồi ra bên ngoài,
rồi những người mà phải nói là bón và thường xuyên bị cái chỉ lòi ra thì đây là một trong những cái thuốc rất là tốt mà của công ty Princess Lifestyle. Nhắc lại một lần nữa, vì mua 6 đừng mua 1, 2 sẽ tốn tiền shipping. Mua 6 được tặng 1, tức là mua trả tiền 6 thôi được tặng 1, được tặng thêm 6 tấm vé số và free shipping khắp Hoa Kỳ. Và quý vị gọi ngay cho chương trình Home Shopping của Little Sài Gòn TV để hưởng được ngay cái chương trình này đặc biệt trong những cái ngày lễ sắp tới. Cảm ơn bác sĩ Burita, cảm ơn Lưu Mỹ Linh đã đến với chương trình Home Shopping ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này, chương trình Home Shopping kiến thức dược thảo sức khỏe đời sống. Tôi bác sĩ Morita xin kính chúc quý vị có một ngày vui, hạnh phúc, an lành thưa quý vị. Và kính chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ với những sản phẩm của bác sĩ Morita.